Chào các bạn, hôm nay là Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn cách chúng ta sử dụng thanh giá đảo chiều giảm giá, thanh giá đảo chiều tăng giá để enter vào mô hình bị phá dở. Đó là mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy, mô hình tam giác, mô hình vai đầu vai, vân vân, rất là hiệu quả. Và trước khi bắt đầu, mời các bạn dành vài giây để đọc bản trận tàu rủi. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, như các bạn đã biết, mô hình hai đỉnh hai đáy, mô hình vai đầu vai, mô hình cái tam giác vân vân. Như các bạn thấy, thường nếu chúng ta đọc sách hoặc chúng ta xem đâu đó lý thuyết mô hình hai đáy như thế này, ok gì? Làm sao để chúng ta giao dịch khi mô hình hai đáy xuất hiện? Chúng ta giao lệnh ở đâu, thoát lệnh ở đâu? Chúng ta dựa vào cái thanh giá đảo chiều giảm giá, thanh giá đảo chiều tăng giá rất là hiệu quả các bạn. Hoặc là mô hình hai đỉnh chữ M như thế này, chúng ta biết chắc chữ M xuất hiện, biết chắc chữ W xuất hiện, nhưng chúng ta không biết kiếm tiền ở đâu. Vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta vào lệnh khi mô hình thực sự đã rõ ràng hình thành. Rồi ở đây các bạn nhìn cái ví dụ đây là cặp euro đô la Mỹ, chúng ta cũng sử dụng khung thời gian một ngày nha các bạn. Ở đây các bạn thấy mô hình chữ W đây. Vậy khi nào chúng ta nói rằng thị trường có mô hình hai đáy? Chúng ta xem, thí dụ như chúng ta đang ở ngay này, chúng ta vẫn thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước có đáy và chúng ta chờ đợi chờ đợi khi nó dừng lại bằng cái đáy này, ok, nó cao hơn đáy cũ một chút xíu. Và các bạn thấy ở đây chúng ta chưa khẳng định mô hình hai đáy. Mô hình hai đáy được khẳng định, được hình thành rõ ràng khi cái đỉnh này bị phá dở. Ok bạn, vậy mình sẽ làm dấu cái đỉnh này, okay. Và chúng ta chờ, ok, đây là thị trường thực sự break out phá dở cái đỉnh này, xuất hiện mô hình hai đáy rất rõ ràng. Vậy bây giờ cái chỗ chữ nút thắt của chữ W này mình tạm cho nó là cái hỗ trợ. Vậy mình ngồi mình chờ khi nào giá nó test lại cái vùng này, xuất hiện tín hiệu màu xanh, chúng ta sẽ bay. Bây giờ chúng ta sẽ canh bay, ok, và chúng ta chờ một ngày, hai ngày, ba ngày. Các bạn thấy giá nó test về vùng này, xuất hiện tín hiệu bay, chúng ta sử dụng thanh giá đảo chiều tăng giá, chúng ta enter vào thị trường mô hình hai đáy, chúng ta bay. Vậy chúng ta sẽ buy ngay giá đóng cửa của tín hiệu màu xanh này, đặt stop loss dưới đáy và hết ngày giao dịch chúng ta sẽ chốt lại. Chúng ta xem cuối ngày giao dịch, các bạn thấy giá đóng cửa ở trên này xuất hiện một cây màu xanh. Vậy ngày này chúng ta có lời. Ok, đây là mô hình hai đáy chữ W, win. Khi chúng ta thấy hai đáy có chữ W xuất hiện là win, make money. Ok, và chúng ta xem tiếp, mình sẽ xóa cái này cho dễ thấy. Và chúng ta đi tiếp. Và tại đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy mô hình hai đỉnh xuất hiện. Ok, hồi nãy là mô hình hai đáy, bây giờ mô hình hai đỉnh. Vậy khi nào chúng ta kết luận mô hình hai đỉnh thực sự hình thành? Ví dụ như chúng ta đang ở thời điểm này, các bạn thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước một chút xíu. Vậy chúng ta chờ đợi khi nào cái đáy này bị phá vỡ thật sự thì chúng ta mới kết luận mô hình hai đỉnh đã hình thành, chữ M đã hình thành. Rồi ta chờ nha, một ngày hai ngày bị phá dở thật sự và chúng ta cứ kiên nhẫn thôi. Vậy khi nào giá nó quay lại tại cái vùng này, dùng nút thắt của chữ M này, có xuất hiện tín hiệu màu đỏ, chúng ta sẽ sell. Bởi vì khi cái nút thắt này phá, chúng ta kết luận mô hình hai đỉnh đã xảy ra, vì dự đoán sẽ thị trường sẽ còn đi tiếp tục đi xuống nữa. Chúng ta chờ đợi nha các bạn. Ok, và các bạn thấy tín hiệu màu đỏ đây, thanh đảo chiều giảm giá của chúng ta xuất hiện ngay tại vùng kháng cự. Cái chữ nút thắt của chữ M này nó ngược lại với chữ W. Hồi nãy chữ W bị phá dở thì nó sẽ trở thành hỗ trợ, bây giờ cái nút thắt của chữ M phá dở sẽ trở thành kháng cự. Vậy thì giá nếu test lại cái vùng này, xuất hiện tín hiệu sell, chúng ta sẽ enter vào sell. Rất là đơn giản. Rồi vậy thì bây giờ
chúng ta cũng làm y chang như như vậy thôi. Chúng ta sẽ enter vào thị trường sell theo tín hiệu đảo chiều giảm giá này. Được chưa các bạn? Nếu các bạn chưa biết cái cây này như thế nào, các bạn có thể quay lại cái trang chủ kênh YouTube của mình đó, vào trang chủ các bạn sẽ thấy cái video đó ha, mình sẽ nhắc tới nhắc lui rất là nhiều. Rồi các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ sell ngay giá đóng cửa của các thanh giá này, đặt stop loss trên đỉnh và cuối ngày chúng ta sẽ chốt lại. Ok, à vậy ngày hôm sau chúng ta có một ngày lợi nhuận rất lớn đúng không các bạn? À, hai mô hình, à, khi thấy chữ M, à, chúng ta thấy chữ money rất rõ ràng, rất là rõ ràng, rất dễ giao dịch với thanh đảo chiều giảm giá, thanh đảo chiều tăng giá này. Và chúng ta đi tiếp nữa các bạn, chúng ta đi tiếp. Okay. Mình sẽ chia sẻ các bạn thêm một cái mô hình nữa. À, ok. Bây giờ mình sẽ xóa chỗ này. Ở đây các bạn thấy mô hình vai đầu vai xuất hiện đây. À, và mình vẽ cái đường neckline. Các okay, bạn. À, đường neckline đây. Vai đầu vai và đường neckline đường viền cổ này bị phá dở các bạn. À, đặc biệt nó phá dở bằng một cái đảo chiều giảm giá luôn. À, vậy thì đây là mô hình đảo chiều giảm giá rất là mạnh. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta thấy đảo chiều giảm giá dưới đường neckline luôn, chúng ta enter và chúng ta sell, đặt stop loss trên đỉnh. Tuy nhiên chúng ta thấy ngày hôm sau thị trường quay lên một chút xíu, mặc dù chúng ta chưa bị stop loss. À, nếu các bạn nào giao dịch trong ngày chúng ta sẽ cắt lỗ, còn nếu các bạn nào dùng cái mô hình này để chúng ta đi dài hạn, đi theo xu hướng luôn, chúng ta giữ, chúng ta sẽ chiến thắng rất dài. Ok, bây giờ mình tạm thời mình nói chúng ta giao dịch chỉ một ngày thôi. Vậy thì ngày đầu chúng ta bị lỗ, qua ngày tiếp theo các bạn thấy tín hiệu tiếp theo rồi, tín hiệu màu đỏ. À, ngay tại vùng neckline này, đây là một tín hiệu sell tiếp. Chúng ta sell ngay giá đóng cửa hay là giá mở cửa ngày tiếp theo, đặt stop loss trên đỉnh và cuối ngày chúng ta sẽ chốt lại. Ok, đó đó là cái cách chúng ta giao dịch rất rất là hiệu quả dựa trên mô hình giá bị phá dở. À, khi các bạn nào giao dịch trong ngày, các bạn có thể sử dụng cái mô hình này để chúng ta dự đoán của ngày tiếp theo, để chúng ta có cái chiến lược mua bán thích hợp, phù hợp theo xu hướng lớn tổng thể của thị trường dựa trên xu hướng của daily. Các bạn vậy thì các bạn nãy giờ thấy chúng ta có ba mô hình chữ W, mô hình chữ M và mô hình vai đầu vai. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục một mô hình tiếp nữa. À, ở đây chúng ta cũng có một cái mô hình chữ W phá vỡ. Ở đây mình sẽ có cái kỹ thuật enter vào lệnh khác. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn tại cái điểm này chúng ta sẽ dùng kỹ thuật gì để chúng ta enter vào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một mô hình tiếp theo nữa, đó là mô hình lá cờ chữ tam giác, các bạn triangle. Ở đây các bạn thấy, à, cái chữ W ở dưới đây xuất hiện rất là rõ rồi, mô hình hai đáy và thị trường đi lên cực rõ, sau đó thị trường đi sideways tạo thành cái tam giác đây. À, vậy thì theo lý thuyết các bạn thấy nếu cạnh tam giác này bị phá dở cho chúng ta bài đúng không ạ? À, nhưng ở đây mình có kỹ thuật này, mình sẽ enter vào rất rõ ràng cụ thể giá bài ở đâu, giá stop loss ở đâu, chốt lời ở đâu, dựa vào thanh giá đảo chiều tăng giá đây các bạn. À, vậy thì các bạn thấy cây màu xanh này phá dở cạnh trên của tam giác và các bạn thấy nó đi sideways một thời gian, quay lên và test xuống, xuất hiện tín hiệu màu xanh, à, đảo chiều tăng giá. Vậy mình lập tức mình enter, mình buy giá đóng cửa, đặt stop loss ở dưới đây. Các bạn thấy qua ngày hôm sau các bạn thấy lời không ạ? À, vậy thì nếu chúng ta là những người giao dịch trong ngày, các bạn dự đoán ngay cái cây sau cái này là cây màu xanh. Ok chứ các bạn? Còn nếu chúng ta giao dịch dài hạn hơn, chúng ta có thể giữ, chúng ta thắng bằng một đoạn của cái cán cờ này các bạn, tạm gọi là cán cờ đi. Ok, đây là lý thuyết ha. Ví dụ như ở đây từ đây lên đây, bạn thấy đây là 552 pip, vậy từ cái khoảng này nó cũng có thể lên 552 pip. À, vậy thì chúng ta sẽ chốt lời được cái này rất là dài nếu chúng ta giữ để đi theo xu hướng thị trường luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là những cái nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Sử dụng thanh giá, đảo chiều tăng giá, đảo chiều giảm giá để enter vào mô hình giá bị phá vỡ. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.